toàn bộ các quán bar thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại sau gần 2 tháng phải đóng cửa để phòng chống Covid-19 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố từ ngày 9 tháng 5. Như vậy hiện chỉ còn 2 dịch vụ không thiết yếu là vũ trường và karaoke phải tiếp tục dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với việc khôi phục các dịch vụ không thiết yếu, các nghi lễ tại các cơ sở tôn giáo hội họp đông người cũng đã được khôi phục trở lại từ ngày hôm qua. Các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mọi người cũng cần phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Trước đó, từ ngày 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu toàn bộ tất cả 180 vũ trường, bar, beer club và gần 500 quán karaoke, massage, rạp chiếu phim, game online phải đóng cửa. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 10 nghi phạm là các thanh thiếu niên thực hiện hàng loạt vụ đập đá cửa kính ô tô để trộm cắp. Trong đó có Trần Phú Đạt, 20 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là người tham gia thực hiện nhiều vụ nhất. Tham gia với Đạt còn có nhiều thiếu niên với độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Nhóm này phân chia công việc từng người, người cảnh giới, cả kẻ phá cửa kính để lấy cắp tài sản. Bước đầu, cơ quan công an cũng đã xác định nhóm này đã gây ra 15 vụ, tổng số tiền thiệt hại ước tính là hơn 200 triệu đồng. Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ xe hơi bị đập phá cửa kính để trộm cắp và gây hoang mang, bức xúc cho người dân.